Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Ngư dân Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về 21 loài cá nóc có độc tố thường gặp ở biển Việt Nam. Chú ý, ở biển Việt Nam có nhiều loài cá nóc có độc khác, không phải chỉ giới hạn ở 21 loài này. Các loài cá nóc được giới thiệu trong clip này đa số có độc tố mạnh và rất mạnh, đồng thời có độc tố trong thịt. Tuyệt đối không làm thực phẩm. Sau đây, chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu lần lượt từng loài. 01. Cá nóc chuột viền đuôi, hay còn gọi là cá nóc chuột vằn mang. Danh pháp hai phần, Arotheron Immaculatus, tên tiếng Anh Immaculate Puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0, các tia mềm ở lưng tổng số 9 đến 11. Gai hậu môn 0, các tia mềm ở hậu môn 9 đến 17. Cơ thể được bao phủ bởi các gai, các vạch sẫm màu ở bên đầu và bên dưới vây ngực, mẫu vật con non từ Thái Bình Dương với các sọc đen dọc trên bụng. Độc tính rất mạnh, có trong trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 02. Cá nóc chuột vân bụng. Danh pháp hai phần, Arotheron hispidus. Tên tiếng Anh, White Spotted Puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Tia mềm ở lưng tổng số 10 đến 11. Gai hậu môn 0. Tia mềm hậu môn 10 đến 11. Cơ thể thường có màu nâu lục, lưng, hai bên và vây đuôi có nhiều đốm trắng, bụng có vạch trắng. Một đường bên uốn cong. Cơ thể có gai nhỏ, ngoại trừ xung quanh mõm và cuống đuôi. Mỗi lỗ mũi có hai xúc tu rắn bằng thịt, hạn chế mở mang, độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 03. Cá nóc chuột chấm đen, còn có tên gọi khác là cá nóc chuột chấm sao, hay cá nóc đuôi chuột chấm sao. Danh pháp hai phần, Arotheron stellatus, tên tiếng Anh, Stellate Puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0, tia mềm lưng tổng số 10 đến 12. Gai hậu môn 0, tia mềm ở hậu môn 10 đến 11, cơ thể có gai, con non có sọc sẫm màu trên bụng, trở thành đốm khi lớn lên, con trưởng thành có hoặc không có đốm trên vây. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 04. Cá nóc răng mỏ chim, hay còn gọi là cá nóc đầu thỏ. Danh pháp hai phần, Lagocephalus hinermis, tên tiếng Anh, Smooth Blood Shop. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Tia mềm lưng tổng số 12 đến 14. Gai hậu môn 0. Tia mềm ở hậu môn 10 đến 12. Phần lưng của cơ thể không có gai, bụng có gai. Màu xanh lục hoặc xám đen ở trên, màu trắng bạc ở dưới. Phân biệt với các loài Lagocephalus khác bằng lỗ mang màu đen. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 05. Cá nóc cho, hay còn gọi là cá nóc đầu thỏ mắt to. Danh pháp hai phần, Lagocephalus lanaris, tên tiếng Anh, Lunateo puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0, tia mềm ở lưng tổng số 11 đến 13. Gai hậu môn 0, tia mềm hậu môn 10 đến 12. Thân có gai bao phủ, các gai trên lưng kéo dài từ gáy đến cuống đuôi. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 06. Cá nóc đầu thỏ chấm tròn, còn gọi với tên khác là cá nóc đầu thỏ mắt tròn, hay cá nóc lườn bạc. Danh pháp hai phần, Lagocephalus celeratus, tên tiếng Anh, Silverstick toadfish. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0, tia mềm ở lưng tổng số 10 đến 13. Gai hậu môn 0, tia mềm hậu môn 8 đến 12. Màu xanh lục với các đốm nâu hoặc đen ở trên, dải bạc từ miệng đến vây đuôi, bụng trắng, đốm bạc trước mắt, nền ngực màu đen. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 07. Cá nóc vằn, danh pháp hai phần, Tachyphyllus oblongus, tên tiếng Anh, Lutter Bloodsop. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0, tia mềm lưng tổng số 12 đến 14. Gai hậu môn 0, các tia mềm ở hậu môn 10 đến 12, cơ thể có các gai, màu nâu phía trên có đốm nhạt, phía dưới màu trắng vàng thanh tối hẹp ở hai bên. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 08. Cá nóc chấm cam, danh pháp hai phần, Torquemada palimaculatus. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh, mật. 09. Cá nóc dẹt valang, hay còn gọi là cá nóc dẹt valenti. Danh pháp hai phần, Cantigaster valentini. Tên tiếng Anh, Valentine sapnos puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Các tia mềm ở lưng tổng số 9, gai hậu môn 0, các tia mềm ở hậu môn 9, bên có hai vạch sẫm màu nổi rõ kéo dài đến bụng. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh.
10. Cá nóc chấm cam vằn mắt, hay còn gọi là cá nóc vằn mắt. Danh pháp hai phần, Torquemada brevipinis. Độc tính rất mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 11. Cá nóc dẹt vằn đuôi. Danh pháp hai phần, Cantigaster rivulata. Tên tiếng Anh, Brolin Puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Các tia mềm ở lưng tổng số 9 đến 10. Gai hậu môn 0. Tia mềm hậu môn 9 đến 10. Thân có hai dải sẫm màu dọc nối nhau ở phía trước khe mang, dải dưới mờ hoặc không có, đốm đen nhỏ ở bụng, vây đuôi có sọc sẫm, đốm đen ở gốc đuôi. Độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 12. Cá nóc răng rùa. Danh pháp hai phần, Chelonodon patoca. Tên tiếng Anh, Mew spotted puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Các tia mềm ở lưng tổng số 9 đến 11. Gai hậu môn 0. Các tia mềm ở hậu môn 8 đến 10. Cơ thể có gai, độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 13. Cá nóc đầu thỏ vằn vện. Danh pháp hai phần, Lagocephalus suezensis. Đặc điểm nhận dạng, tia mềm ở lưng tổng số 10 đến 11. Tia mềm hậu môn 9. Độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 14. Cá nóc vàng. Danh pháp hai phần, Lagocephalus spadicus. Tên tiếng Anh, Hapsut golden pufferfish. Đặc điểm nhận dạng, tia mềm lưng tổng số 12 đến 13. Tia mềm hậu môn 10 đến 12. Độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 15. Cá nóc sao. Danh pháp hai phần, Tachyphyllinae. Độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 16. Cá nóc gai đầu. Danh pháp hai phần, Tylerius spinosissimus. Tên tiếng Anh, Spiny Bloodsock. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Các tia mềm ở lưng tổng số 8-9. Gai hậu môn 0. Tia mềm hậu môn 6-7. Màu xám với một đốm sẫm màu ở trên và sau mắt và ở gốc vây lưng, rìa sau của vây đuôi màu đen, đốm đen trên bụng. Độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 17. Cá nóc chuột chấm son. Danh pháp hai phần, Arotheron nigra punctatus. Tên tiếng Anh, Black spotted puffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Tia mềm ở lưng tổng số 10 đến 11. Gai hậu môn 0. Các tia mềm ở hậu môn 10 đến 12. Cơ thể được bao phủ bởi các gai, và có các đốm đen lớn. Độc tính mạnh, có ở trứng, gan, ruột, da, thịt, tinh. 18. Cá nóc dẹt một chấm nâu, hay còn gọi là cá nóc dẹt chấm bụng. Danh pháp hai phần, Cantigaster inframacular. Độc tính nhẹ, có ở gan, ruột, da, thịt. 19. Cá nóc chuột mepa. Danh pháp hai phần, Arotheron mepa. Tên tiếng Anh, Mepuffer. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Tia mềm lưng tổng số 11 đến 12. Gai hậu môn 0. Tia mềm ở hậu môn 10 đến 11. Cơ thể có gai, cơ thể màu đẹp, vùng đen xung quanh hậu môn, các đám đen bên dưới vây ngực. Độc tính nhẹ, có ở trứng, gan, tinh. 20. Cá nóc sọc bên. Danh pháp hai phần, Tachyphyllus oscillatus. Độc tính nhẹ, có ở trứng, ruột. 21. Cá nóc chuột chấm trắng. Danh pháp hai phần, Arotheron firmamentum. Tên tiếng Anh, Staritodo. Đặc điểm nhận dạng, gai lưng tổng số 0. Tia mềm lưng tổng số 14. Gai hậu môn 0. Các tia mềm ở hậu môn 13 đến 14. Cơ thể có các gai. Độc tính nhẹ, da. Nội dung trong clip được tham khảo từ các nguồn. 1. Hiện trạng nguồn lợi cá nóc biển Việt Nam và vấn đề sử dụng cá nóc ở nước ta của đồng các tác giả Lê Doãn Dũng, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Quốc Đảm. 2. Website https://www.facebook.se. Xin cảm ơn các tác giả đã chia sẻ tài liệu hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Ngư Dân Việt Nam. Chào thân ái.